Đây là hướng dẫn submit đồng loạt những ảnh có trong Shutterstock. Đầu tiên là chọn những ảnh nào giống nhau. Trong đây thì tôi chọn những cái ảnh mà nó giống nhau như những ảnh con gà này đi. Sau đó tôi vào cái thẻ File More Keyword, sau đó đánh chữ chicken là những con gà đó. Mà trong đây thì lại không có những cái con gà mấy gà trống đá rồi, vậy thôi mình không chọn, đổi lại. Router là con gà trống, mình sẽ chọn ba con giống nhau. Rồi ở đây thì mình cứ chọn những cái thẻ tag nào mà mình thấy những từ keyword mà mình thấy nó phù hợp với cái ảnh của mình. Tối đa được chọn 50 keyword thôi nha. Sau đó bấm cái dòng đỏ đó, sau đó ghi ra cái phần mô tả. Mô tả tiếng Anh thì mình ghi yêu cầu phải ghi bằng tiếng Anh, mà mình thì vô cái Google dịch đi thì mình sẽ đánh những cái nào mà thấy nó phù hợp với cái miêu tả đó. Sau khi mà ghi cái phần miêu tả xong, copy đó rồi qua phần description mình phát qua, sau đó chọn cái mục thì đây là những con gà thì mình chọn là animal, rồi hay là một cái chủ thể nào đó. À, còn địa điểm thì mình ghi là Bà Rịa Vũng Tàu nha. Sau đó bấm Submit. Khi bấm Submit xong nó sẽ chuyển qua cái phần Pending. Pending là mình chờ đó, nó sẽ quay qua cái phần Pending là chờ. Rồi ok, như vậy xong.